Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Trai Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 155 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên Của tác giả Vông Ngữ, Nguồn Bạch Ngọc Sách, Nhóm Dịch Phạm Nhân Tông, Giọng Độc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, cảm ơn tất cả mọi người. Hàng Lập thu lại tầm mắt, ý niệm trong lòng khẽ động, nhìn dáng vẻ của ba người Phong Khánh Nguyên dường như cũng không nhận ra củ dao động thời gian pháp tắc phía trước truyền tới. Nếu như lúc này cả ba người đang diễn trò, vậy cũng thật là giống quá mức rồi, đến hắn cũng nhìn không ra. Xem ra phía trước còn có lầu cát kìa, vừa rồi chúng ta đi qua cái tòa cung điện này cũng không tìm kiếm kỹ, hiện giờ chưa dị định thế nào, tiến lên hay là trở lại cung điện tiếp tục dò xét đây. Đại hán khôi ngô, nhậm hào, nhìn về phía ba người khác rồi nói ra, cả ba người hàng lập đều không mở miệng nhưng ánh mắt đều nhìn về phía trước <laughs> xem ra mọi người có chung ý tưởng lớn rồi ha nếu như vậy chúng ta tiếp tục đi thôi nhậm hào cười rồi nói sau đó mấy người cất bước tiến lên cùng sánh vai đi tuy con đường bạch ngọc này khá rộng lớn nhưng đối với mấy người thì không sai chút nào rất nhanh đã đi tới cuối đường nơi đó là lối vào quảng trường ở trên đỉnh núi rộng khoảng hơn nghìn trượng mặt đất phủ bởi từng khối gạch ngọc thạch màu trắng giữa quảng trường có một cái tượng đá màu xanh lam cao trăm trượng giống hệt đứa bé đầu to kia tượng đá này cũng không bị tổn hại gì lẳng lặng đứng vững ở đây dường như đã trải qua năm tháng cổ xưa bốn người nhìn pho tượng này một chút nhanh chóng dời ánh mắt nhìn về phía quảng trường phía trước chỉ thấy năm con đường bạch ngọc nhỏ bé chạy dài thành năm hướng khác nhau uốn lượng chui vào trong sương mù khối trắng biến mất bên cạnh mỗi con đường đều dựng thẳng một cái tấm ngọc bài màu lam cao hơn đầu người ghi phân biệt năm địa danh là đệ tử bãi tam thủy tháp ngũ linh cát thừa thiên điện thiên dược cốc ánh mắt của bốn người nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ thần sắc khác nhau hàng lập nhìn rõ năm cái địa danh này ánh mắt chớp nháy liên tục theo nhận xét của từng danh tự này thì ngược lại đệ tử bãi cùng thiên dược cốc thì dễ đoán rồi hẳn là động phủ của đệ tử nhất mạch thủy diễn cung trong chân ngôn môn cùng cái mảnh dược điện tùng trữ linh thảo còn ba địa danh như là tam thủy tháp ngũ linh cát thừa thiên điện có chút không rõ không đoán được tình hình cụ thể Nhậm Hào, Phong Khánh Nguyên cùng Phong Lâm cũng xem xét kỹ năm con đường này, sắc mặt cũng không ngừng biến đổi. Đường phía trước đã tách ra rồi, xem ra mỗi chúng ta phải chọn con đường thuộc về mình nha. Ồ, không biết Trương Chị muốn chọn đường nào vậy? Nhậm Hào lấy lại bình tĩnh rồi nói ra. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn về phía con đường thứ hai, tập trung nhìn Tam Thủy Tháp một cái. Hắn cảm nhận rõ cái cổ dao động thời gian pháp tắc từ nơi đó truyền đến. Hắn đang muốn mở miệng thì bất ngờ Nhậm Hào lại mở miệng nói. Ừ, vậy ta chọn con đường này nha Tại hạ tu luyện công pháp thủy thuộc tính đó, Cho nên tốt nhất là chọn đi tòa tam thủy tháp này vậy Hàng lập ngay như vậy Thì mí mắt hơi nháy một cái Sau đó lập tức trở lại bình thường Vậy thiếp thân chọn đi Xem thiên dự cốc này vậy Hy vọng có thể hái vài cọng linh thảo dùng được Phùng lâm dán cái sợi tóc đang rủ xuống Nhìn như tùy ý nói ra Nếu đã như vậy Tại hạ chọn đi thừa thiên điện Tên này cũng không tệ, hy vọng có chút thu hoạch vậy Phong Khánh Nguyên nói, màu chóng đến con đường thứ tư. Hàng Lập không nói gì, yên lặng bước tới con đường thứ ba. Trên đó viết là Ngũ Linh Cát. <laughs> Nếu vậy tất cả mọi người đã chọn đường xong rồi, vậy thì hãy chia ra nha, Cầu chúc cho chúng ta đều có thu hoạch nha. Nhậm Hào cười dài một tiếng, bước vào con đường thứ hai, thân hình lao nhanh về phía trước, biến mất trong sương mù. Ba người Hàng Lập cũng bước lên con đường mình đã chọn, thân hình cũng nhanh chóng biến mất. Trên quảng trường Bạch Ngọc rất nhanh trở nên yên ắng một lúc sau một thân ảnh màu xanh từ con đường thứ ba bay trở về hạ xuống trên quảng trường hiện ra thân hình của hàng lập ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh chân đạp xuống dưới lần nữa cả người hóa thành một bóng hình mơ hồ vô thanh vô tức lao nhanh về phía con đường có tên là tam thủy tháp thân ảnh của hàng lập biến mất không lâu trên con đường thứ tư cũng xuất hiện ra bóng người chính là phong khánh nguyên gã không chần chờ chút nào cũng lao nhanh vào con đường thứ hai rất nhanh thân hình cũng biến mất khi thân ảnh của phong khánh nguyên vừa mới biến mất thì một bóng tím lại hiện ra thân hình của phong lâm cũng xuất hiện trên quảng trường bạch ngọc đôi mắt đẹp của nàng lay động cũng cất bước đi thẳng vào con đường thứ hai hàng lập che giấu khí tức đi dọc theo con đường thẳng vào bên trong rất nhanh phía trước trở nên trống trải cách hơn nghìn trượng trước người hắn xuất hiện tòa tháp ba tầng cao lớn phía dưới tầng một tòa tháp hình bát giác đối diện hắn có một cổng vòm cao hơn ba trượng được xây từ những viên gạch vuông màu xanh cực lớn trên đó khắc đầy những cái phù văn thật nhỏ ánh mắt của hàng lập liếc nhìn bốn phía xung quanh không phát hiện ra tung tích của nhậm hào cũng không phát hiện ra vẻ lạ thường nào khác nữa lập tức thân hình của hắn chớp một cái lao nhanh về phía trước đi qua cái cổng vòm trước mặt hắn phát hiện ra cái cửa điện màu đen bên trong đã mở ra trong mắt của hai con dị thú bên cạnh cũng đã bị phá nát tựa như dấu vết cấm chế ở đây đã bị phá hư hắn cũng không gấp gáp tiến vào trong điện mà đứng trước cửa nhìn vào bên trong một lượt chỉ thấy bên trong tràn ngập một lớp sương mù nhàn nhạt thoạt nhìn không có gì khác lạ nhưng lại làm cho người ta không thấy rõ cảnh vật ở bên trong. Hàng Lập suy nghĩ một lát, liền cất bước vào trong cửa điện. Vừa vào đại điện, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, chỉ cảm thấy sương mù màu lam chung quanh bỗng nhiên trở nên nồng đậm hơn mấy lần, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một mùi vị khó thở. Ngay lúc đó, dưới chân của hắn truyền lên một cảm giác thiêu đốt nóng bỏng. Hàng Lập cúi đầu xem xét thì giật cả mình, chẳng biết từ lúc nào, dưới chân của hắn đã thành vùng biển lửa đỏ thẫm, ngọn lửa hừng hực đang cháy đôi giày cùng pháp bảo trên người của hắn từ đó toát ra khối đen dày đặc, mùi khó thở kia cũng bắt nguồn từ đây. Lời lời, lời huyện huyện cảnh, cảnh sau. Hàng lập nhíu mày tâm niệm vừa động, liền lặng yên vận chuyển luyện thần thuật. Một lát sau, trong thức hải của hắn như có một cơn gió thổi qua, liền trở nên thanh tĩnh vô cùng. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người hắn cũng mau chóng thu nhỏ lại rồi vụt tắt. Cuối cùng tất cả đều hóa thành điểm sáng tiêu tán. Chỉ thừa lại cái sương mù màu lam vẫn như cũ, tràn ngập trong phòng không tiêu tan trong đôi mắt của hàng lập hiện ra ánh sáng màu tím liền thi triển cửu u ma đồng nhìn bốn phía chung quanh vốn sương mù màu lam che khuất đi nội thất của đại điện ngay bây giờ hiện rõ không sót gì trước mặt của hắn chỉ thấy cảnh tượng trong đại điện hoàn toàn trống rãi cột đá thanh gỗ sụp đổ khắp nơi trên mặt đất có từng chấm lấm đa lấm đốm màu đen tất cả đều là máu huyết khô cứng lại từng bộ thi hài khô héo nằm khắp nơi trên đại điện mỗi một bộ đều có tình trạng thê thảm nhìn vào pháp bào chưa hoàn toàn mục nát ở trên người những thi hài này cũng là những đệ tử cho ngôn môn cũng có hài cốt của người thiên đình hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết cực kỳ thảm khốc thậm chí bên trong đống thi hài chồng chất này còn kéo theo nhiều khôi lỗi hình người màu lam tất cả cũng bị đánh thành mảnh vỡ linh khí hoàn toàn tiêu tán trong cung điện vẫn còn vô số cái vách tường ngăn cách hàng lập đi dọc theo bố cục trong điện một đường tiến về phía trước tìm kiếm chỉ thấy khắp nơi đều có vết máu màu đen cùng thi hài đoạn cốt trên vách tường cũng hiện ra vết rách nứt nẻ to lớn nhìn vào cả mình. Chỗ sâu nhất ở trong đại điện, Hàng Lập thấy một cầu thang bằng bạch ngọc thật lớn uốn lượn dẫn lên lầu hai cung điện. Trên cầu thang vẫn còn cắm một thanh cử kiếm, bên ngoài đã mục nát vô cùng, không khác gì sắc vụn cả. chung quanh cử kiếm nằm vương vải từng tầng thi cốt, xếp chồng lên cao một trượng. Ánh mắt của Hàng Lập nhíu lại, dẫm lên thi cốt ở trong đại điện, sau đó tìm tòi một vòng nhưng không thấy vật gì có ít cả, liền tiến tới trước cầu thang thân hình của hắn tựa như quỷ dị bay vút qua những cái bộ thi cốt mà không phát ra một tiếng động nào cả khi tới cái đầu bậc cầu thang hắn nhẹ nhàng nhảy lên mũi chân điểm lên chu cự kiếm thân hình biến mất liền đáp lên lầu hai cung điện khi vào lầu hai cung điện lập tức hàng lập cảm thấy một đợt u hàng rét thấu xương xâm nhập vào tiên linh lực ở trong cơ thể liền tự động vận chuyển chống lại cái cổ cảm giác băng hàng này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước dường như thấy chính mình vừa mới tiến vào một mảnh không gian cực hàng lạ lẫm trên mặt đất phủ lên một cái lớp băng tinh màu lam trên cục đá cũng bao phủ một tầng băng tinh thật dày bức tường cùng góc cửa sổ cũng bị băng tinh bao trùm ngay cả trên đỉnh đầu cũng có vô số băng chùy chĩa xuống khắp nơi đều là một màu lam lạnh lẽo khiến cho hàng lập sinh ra một loại ảo giác tựa như không gian lầu hai rộng lớn hơn cả lầu một nhưng thực chất lầu hai không có vô số vách tường ngăn cách nên nhìn có vẻ rộng lớn hơn mà thôi giống như lầu một trên mặt đất lầu hai cũng có vô số thi hài của người chân ngôn môn cùng người thiên đình nằm ngổn ngang khắp nơi từng bộ đều mang tử trạng thê thảm giống nhau. Chỉ là thi hài nơi này lúc còn sống có tu vi cao hơn không ít thôi, trên thi hài vẫn còn điểm liên quan còn sót lại, phần lớn diện mạo cũng không có một nát. Trừ điều đó ra, vài chỗ kế bên bức tường hàng lập còn thấy rất nhiều thi hài yêu thú cực lớn, có điều một rửa vô cùng, đầu lâu thì vỡ nát, cốt cách tứ tán, rất khó phân biệt được hình dáng của yêu thú. Trung quanh thi cốt nơi này, bất kể người hay là yêu thú đều ngưng tụ thành sát khí nồng đậm vượt xa lộ một. Hàng Lập từ từ tiến vào trong đại điện tầng 2, mà không đổi sắc bước qua vô số thị cốt, tiến sâu về phía cái cầu thang lầu hai thật lớn đang bị băng phong. Sau khi đi được 10 trượng, thân sắc của hắn bất ngờ thay đổi, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Chỉ thấy trên mặt nhẵn bóng như tấm gương của cái mặt băng, phản chiếu lấy thân hình của hắn trong đó. Mới vừa rồi mình rõ ràng, ràng cảm, cảm ứng được mục tiêu khí tức dị thường mà. mà. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc đó, lông mày của hắn chợt nhảy lên, Bất ngờ thấy bóng hình phản chiếu trong băng tinh dưới chân, bỗng nhiên mỉm cười, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười quỷ dị vô cùng. Mơ hồ cùng lúc đó, bàn tay của hắn xoay chuyển, thình linh đã nắm trong một chui thanh trúc phong vân kiếm, liền đâm mũi kiếm xuống cái bóng hình dưới chân, kiếm khí dâng lên ba phần, liên tiếp đâm xuống dưới. Thế mà cái bóng hình phía dưới giống như cá lội ngược dòng, lướt về phía sau, thân thể tựa như khối mụ hư ảo tránh thoát khỏi mũi kiếm, bất ngờ vọt tới trước mặt của Hàn Lập, hai tay hợp lại, đâm thẳng về ngực của Hàn Lập. Hàng Lập gặp cái tình cảnh này thì trong lòng hơi rùng mình. Lúc này cái bóng của hắn đâu còn nửa điểm giống hắn nữa, toàn bộ thân hình không khác gì thường nhân, chỉ là quần áo rách nát, khuôn mặt càng một rửa lộ ra bạch cốt, thoạt nhìn tựa như cương thi. Hai tay của cái bóng xuyên thẳng đến, mười móng tay đều dài hơn một xích, phía trên là một mảnh màu tím, ngưng kết sát khí vô cùng nồng đậm, mặc dù không phải là pháp bảo lợi hại gì, nhưng nhìn qua cũng biết không phải là dễ đối phó. Thi Mỹ, là cái loại quỷ quái này hả? trong miệng của hàng lập than nhẹ một tiếng trường kiếm đâm xuống lập tức đảo ngược lại chẳng ở trước ngược đón đỡ một tiếng kêu sắc nhọn vang lên một mảnh tia lửa chói mắt từ trên mũi kiếm bắn ra một cổ mang lực bài sơn đảo hải kéo tới đánh cả người hắn bay ngược ra sau thi mị này chính là âm hồn kết hợp cùng thi thể bị vây khốn tại nơi sát khí nồng đậm mấy vạn năm mới có thể hình thành một vật không chết bình thường có thể hư hóa yêu thích nuốt sống huyết nhục cùng thần hồn của vật còn sống bởi vì nó đã chết từ sớm rồi, tự nhiên không thuộc phạm trù của vật còn sống nữa. Lại vì không vào luân hồi nên không thể tính là quỷ vật. Chừng chính không thuộc tam giới, cũng không thuộc củ hành, mà thực lực gia hỏa thi mỹ trước mắt này thình lình đạt tới cấp bậc thái ức. Bớt qua hàng lập nhìn đôi mắt trắng như tuyết của nó, giống như con người không mở. Còn ở vào trạng thái mê muội trong lòng của hắn mới an tâm hơn một chút. Nghe nói một khi thi mỹ thôn về đại lượng máu thịt người sống, hấp thu nhiều thần hồn, có thể khai linh có nhận thức, một lần nữa đạt đến thần trí, nhưng bản tính hung lệ lại không sửa đổi chiến lược càng hơn xa tu sĩ cùng giai ở đây không có cơ hội tiếp xúc vượt sống mới không thể dưỡng xuất ra thần thức bớt quá cũng chính vì vậy hàng lập mới không có lập tức quay đầu bỏ chạy kỳ thực cũng do hắn tài cao gan lớn nếu đổi qua là một tu sĩ cùng giai khác không phòng bị mà có thể đỡ được một kích đánh lén vừa rồi cũng chưa chắc làm được hắn đang cân nhắc thì thân hình của thi mỹ kia chuyển một cái thân ảnh phiêu hốt bất định một hồi bỗng nhiên lóe lên biến mất không thấy Qué mắt của hàng lập hơi nhảy lên hai chân bỗng nhiên phát ra lực đạp một cái thân hình lui nhanh ra phía sau hầu như cùng lúc này trong nháy mắt thi mỹ quỷ dị kia liền xuất hiện ngay chỗ lúc trước hắn đứng hai tay mảnh liệt đâm xuyên qua một cây cục đá đánh nó vỡ nát ra nhìn cái đám bụi phấn màu lam ống ánh bay lên không trung trong miệng hàng lập yên lặng ngâm tụng một tiếng một đoàn quang cầu màu vàng lập tức khuếch tán ra trước người hóa thành một màn sáng màu vàng bao phủ cả đại điện lầu hai vào trong thời gian linh vực vừa mới tuôn ra từng bụi phấn màu lam ống ánh vùng vải kia cũng trở nên chậm chạp lại hàng lập xoay chuyển ánh mắt liền thấy thân ảnh thi mị thái ức cảnh kia kéo ra từng đạo tàn ảnh trong hư không chớp động phóng đến bên này dưới áp chế của linh vực vậy mà tốc độ vẫn như cũ không chậm lại thân hình của hắn chuyển một cái tay rút thanh trúc phong vương kiếm ra nhanh chóng đâm về một hướng chỉ nghe phong một tiếng sắc nhọn kêu lên mũi kiếm đẩy hai cái quỷ trảo thi mị thái ức cảnh ra đâm một cái vào ngay ngực nó nhưng mà khí lực của thi mỹ kia thực sự là cường hãn vượt xa hàng lập dự đoán kiếm khí trên mũi kiếm điên cuồng phun ra nhưng cũng chỉ xé rách quần áo thi mỹ ra vô số mảnh vỡ ngay chỗ ngực chỉ lưu lại vô số cái dấu vết màu trắng căn bản không cách nào đâm rách cái lớp da màu tím xanh kia được vào lúc này hai tay thi mỹ bị đẩy ra thu hồi lại móng tay bén nhọn màu tím đen lại dài ra gấp đôi như mười chui đoạn kiếm ngâm độc dịch đâm xuống hai bên cổ của hàng lập một tay của hàng lập vỗ chui kiếm trong miệng khẽ quát một tiếng thanh trúc phong vân kiếm lập tức nhanh chóng xoay tròn giống như cái mũi khoan dùng sức chui vào ngực của thi mị cùng lúc đó trên thân kiếm rung động âm một tiếng từng tia điện màu vàng phun ra ngưng tụ thành một cổ lôi điện tráng kiện trung trung điệp điệp bổ lên trên cái thân của thi mị trong nguyện thi mị phát ra một tiếng gào rú như giả thú toàn bộ thân hình lập tức cứng đờ ngã thẳng tắp ra phía sau ngay ngực cháy đen một mảnh toát ra cổ khí đen tanh hôi vô cùng ít tà thần lôi chuyên khắc hết thảy âm tà quỷ vật một kích này quả nhiên có hiệu quả thân hình của hàng lập lóe lên thân ảnh mơ hồ một cái trong nháy mắt đã tới trước người thi mị không chờ cho nó kịp đứng lên trên thân kiếm lượng lờ điện quang màu vàng trảm xuống đầu của thi mị một kích trong đôi mắt trắng như tuyết của thi mị bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng tím quỷ dị thân hình bỗng nhiên hư hóa như khối. lúc thanh trúc phong vân kiếm đánh xuống trong nháy mắt trực tiếp tiêu tán ra trong lòng của hàng lập siết chặt lại thân hình vội vàng lóe lên lùi về phía sau chỉ thấy thân thể hư hóa của thi mị tản ra sau đó giống như quỷ mị bỗng nhiên ngưng kết lại phía sau hắn một lần nữa hóa thành thực thể hai tay như mười cái chui độc kiếm đâm tới hậu tâm của hàng lập cũng may bị linh vực ảnh hưởng tốc độ của nó xa xa không bằng lúc trước bị hàng lập nhẹ nhàng tránh thoát trở tay quát ngang một kiếm mũi kiếm vừa đến điện quang màu vàng như dây treo cổ phân liệt ra hơn mười đạo hình thành một cái lưới điện màu vàng bao phủ bốn phía xung quanh thương kiếm lại. Phong kính toàn bộ đường lui của thi mị làm cho nó không thể lui ra được. Nương theo đó là một thanh âm như kim chúc giao kích vang lên. Thi mị kia bị một kiếm bổ trúng ngay trắng, quanh thân lập tức bị hồ quang điện màu vàng bao vào trong. Vô số hồ quang điện màu vàng bắn ra tứ tán, cổ khối khí cháy đen không ngừng bốc lên. Trong miệng của thi mị không ngừng kêu thảm liên tục, trên tráng tức thì bị kiếm khí cùng ít tà thượng lôi đập nện cháy đen nhưng khí thế thủy chung không suy giảm nửa phần căn bản không bị vết thương trí mạng mũi kiếm của hàng lập vừa nhấc lên đang định gọi ra thêm mấy chu thanh trúc phong vân kiếm nữa thì thân ảnh thi mỹ kia lại lần nữa hư hóa như là đau ảnh sắp nhập vào trong băng tinh trên mặt đất chỉ thấy phía trên băng tinh từng cổ sát khí đang đặt tựa như nước chảy kia từ bốn phương tám hướng bắt đầu chảy tới thấm xuống dưới đất sau đó trực tiếp tràn vào trong cơ thể thi mỹ hàng lập chứng kiến biến hóa bất định của thân ảnh thi mị hư hư thực thật, thật này vết thương cháy đen trên thân lúc trước bị ít tà thần lôi bổ trúng vậy mà tất cả đều tự khôi phục lại lại còn có năng, lực đăng này nữa hả hàng lập nhíu mày lại tiến lên phía trước một bước thân hình lóe lên rồi biến mất tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên thi mị trường kiếm trong tay lóe lên hơi quang màu vàng đột nhiên bổ mạnh xuống một tiếng vàng thật lớn mặt đất băng tinh nổ âm âm thân ảnh thi mị giống như cá bơi từ trong trượt lướt ra lần nữa hư hóa rồi thành thực thể tiến đến hàng lập hàng lập đưa trường kiếm quét ngang đón đỡ thi mị lại không để ý uy năng của ít tà thường lôi hai tay trực tiếp bắt lấy thành trúc phong vân kiếm một khuôn mặt quỷ dữ tợn hướng về phía trước há ra cái miệng rộng gào to một tiếng với hàng lập hàng lập thấy không ổn lập tức ngừng thở phong bế ngủ giác nhưng vẫn chậm một bước một cổ thi sát màu tím sậm bắn ra như mũi tên Phanh một tiếng đánh vào trên mặt của hắn, hóa thành một đoàn khối mù màu tím phủ kín cả khuôn mặt Hàng Lập. Hàng Lập cảm thấy gương mặt tê rần, tiếp đó một mùi vị cây độc khó chịu dũng mãnh tiến vào khoang mũi, yết hầu cũng theo đó khu khốc ngứa ngáy một hồi, đôi mắt càng đau nhức, trong nháy mắt cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ. Hắn cố chịu đựng, trong miệng phát ra một tiếng hét to. Ít tà thần lôi trên thanh trúc phong vương kiếm bộc phát ra. Anh một tiếng, chấn thi mị văng ra ngoài ngay sau đó thân hình của hàng lập phóng ngược lại phía sau thân ảnh không ngừng di động bên trong đại điện thi mỹ kia bị một kích đánh lui sau đó rất nhanh nhào tới đuổi theo sát hàng lập không ngừng muốn xé hắn thành mảnh nhỏ lúc này ngũ giác hàng lập bị phong cấm rồi chỉ có thể dựa vào thần thức linh mẫn cảm ứng bên trong linh vực không ngừng tránh né bị thi mỹ từng bước áp sát một người một thi không ngừng va chạm bên trong đại điện thanh âm nổ vang liên tiếp trong mắt của thi mỹ thấy ức cảnh này không ngừng chớp động tử quan dưới áp chế của linh vực tốc độ lại càng lúc càng nhanh, từng suốt va chạm giữa Hàng Lập và nó càng ngày càng dày đặc. Pháp bảo trên thân của Hàng Lập vậy mà bị xé rách ra vô số cái lỗ lớn. Nét mặt của Hàng Lập mịt mờ một màu tím. Tiên linh lực ở trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng tụ tập lại hướng yết hầu và mũi miệng, cố gắng đè ép cái cổ thi sát này, bức bách ra ngoài cơ thể. Đúng lúc này, thân hình của thi mị thấy ức cảnh bỗng nhiên tản ra, biến thành năm đạo thân ảnh. Lông mày của Hàng Lập không khỏi nhíu một cái, dưới cảm ứng của thần thức vậy mà khí tức năm đạo thân ảnh mới xuất hiện giống nhau như đúc mà cặp mắt của hắn bị thi sát xâm nhập bây giờ không cách nào vận dụng cửa u ma đồng tử căn bản không cách nào phân biệt được thực giả của năm đạo thân ảnh này chỉ thấy thân hình của năm con thi mị từ bốn phía khẽ chuyển đồng thời lao nhanh đến chỗ của hàng lập mười bàn tay với móng tay sắc nhọn màu tím đen phía trên chớp động ô quan phân biệt đâm tới năm vị trí yếu hại mi tâm ót cổ ngực đan điền của hắn dù hàng lập có tránh về phương hướng nào cũng khó tránh được bị một thi mỹ trong đó ngăn trở tiếp theo sẽ bị mấy con khác mà truy kích thời điểm mắt thấy hàng lập không thể tránh khỏi nữa thì một đạo kim quang bỗng nhiên từ sau lưng sáng lên phóng xuất ra vạn đạo kim quang chói mắt chỉ thấy một đạo kim quang lóng lánh lăn không xuất hiện sau lưng hắn chính là chân ngôn bảo luân đang quay tròn năm con thi mỹ đang cách hàng lập hơn một trượng thì bị ánh sáng màu vàng chiếu rọi trong nháy mắt đều ngưng kết lại giữa không trung cùng lúc đó hàng lập bỗng nhiên há miệng phun một cái một đoàn thi khí ngưng tụ thành sương mù màu tím bắn ra nện trên mặt đất một cái sau đó vỡ vụn ra ầm ầm sương mù màu tím trên mặt hắn cũng theo đó biến mất không còn trong hai cái tròng mắt sáng rõ ánh sáng tím nhìn lại năm con thi mị chung quanh nhìn lướt qua hàng lập liền phát hiện da hỏa tấn công mi tam hắn có cái móng vuốt sắc bén không quá giống với mấy con kia thi sát ở trong cơ thể nó cũng đồng đậm gấp mấy lần Hàng lập nhíu mày thanh trúc phong vương kiếm trong tay chuyển một cái mũi kiếm chỉ vào đan điền của thi Mỹ, ít tà thần lôi trên thương kiếm rung động âm âm bao trọn cả trường kiếm vào chỉ thấy trong miệng của hắn niệm chú một tiếng một tay vỗ trên thân kiếm tia điện màu vàng trên trường kiếm lập tức tuôn ra đến hướng mũi kiếm ngưng tụ ra một viên lôi cầu màu vàng giống như chất lỏng màu vàng đổ vào trực tiếp đánh tới đan điền thi Mỹ. một tiếng vàng thật lớn một đạo lôi trụ màu vàng to như cái vạt nước lăn không sinh ra nuốt trọn cả thi Mỹ vào toàn bộ đại điện màu lam theo đó chấn động không ngừng thân ảnh của mấy con thi mị bốn phía liên tiếp hư hóa từng con biến mất không thấy gì nữa hóa thành một đạo khối khí màu tím tiêu tán ra duy chỉ còn lại một con thi mị bị hàng lập lấy tế lôi thuật đánh trúng trực tiếp vẫn đang bị chân ngôn bảo luân giam cầm giữa không trung đúng, đúng là, là vì gì vừa, vừa khó đối phó hàng lập nhìn lôi điện biến mất sau đó thân hình thi mị lại hiển lộ ra châu mày lên mặc dù thứ này không có linh trí nhưng khí lực mạnh thực sự không thua gì thái ất ngọc tiên một kích tế lôi thuật vừa rồi tuy rằng có thể đánh nó đầy thương tích, nhưng lại không đủ để giết chết nó. Mà tình cảnh trước mắt lại không cho phép hắn kéo dài thời gian. Ngay lúc Hàng Lập suy nghĩ có nên vận dụng chui thanh trúc phong vương kiếm bồi dưỡng đã lâu trong huyền Thiên Hồ Lô hoặc là gọi ra tinh viêm hỏa điểu đốt cháy luyện hóa nó hay không, thì đột nhiên vang lên thanh âm ma quang. Hàng đạo hữu, thứ này tuy thuộc về âm sát ma, ma quỷ chi vật, nhưng tu vi cảnh giới không thấp, có sức chống cự nhất định, định với lôi pháp và, và hỏa diễm, hóa diễm. Ngươi muốn, muốn thu thập, thập nó cũng phải hao phí một phen công phu đó, đó. Không bằng cứ giao cho ta. ta Như thế nào Người có biện pháp giết chết nó hả Hàng lập hỏi Giờ ấy, ấy chính là âm hồn nhập thi không thể tiêu mất Hấp thu sát khí ngưng kết thành Ta vừa lúc biết tử huyệt của nó Lúc này đối, đối, đối khó phó là tốt nhất đó Chỉ cần hàng đầu hữu gật đầu Một lát là ta có thể giết chết nó Mao quan đáp lại Hàng lập nghe như vậy suy nghĩ một lát Sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải sáng lên quang mang Một cái đồ án đóa hoa từ đó hiển hiện ra hư không bên cạnh một quan môn màu bạc cao hơn một trượng xuất hiện cùng lúc đó hàng lập khẽ vẫy tay trái chân ngôn bảo luân lập tức quay tít một vòng kịch liệt thu nhỏ lại bay vào trong tay áo của hắn biến mất không thấy gì nữa không có thời gian pháp tắc giam cầm thi mỹ thái ức kia lập tức khôi phục hành động vẫn bảo trì tư thế lao thẳng đến mi tâm của hàng lập một tiếng vang nhỏ chỉ thấy một bóng người màu đen từ trong quan môn màu bạc lóe lên mơ hồ một cái đã xuất hiện trước người thi mỹ thái ức. một bàn tay do sát khí ngừng kết thành thò ra trên lòng bàn tay lượng lờ quang văn màu đỏ sậm trực tiếp xuyên thấu cái vị trí giao giữa ngực và bụng của thi mị bóng người màu đen tự nhiên không ai khác chính là ma quang đã hòa làm một thể với thi thể hôi tiên giờ phút này trên bàn tay đâm thủng thân hình thi mị kia thình linh đang cầm một khối thịt màu đen lớn cỡ nắm tay khối thịt hình trái tim lại sinh ra thất khiếu ở giữa tuôn ra sát khí cuồn cuộn nồng đậm đến cực điểm khẽ co bóp phản phức như đang hô hấp vậy Tử huyệt chính thức của Thi Mỹ không phải là ở đan điền, cũng không phải ở đầu hay là ở tâm khiếu, mà tại chỗ sát thai này nè. Nó dựa vào cái vật này để tụ liễm sát khí hóa thi thành mỹ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, chỗ hiểm này có thể phòng ngự đau thương kiếm kích, lại không ngăn được sát khí công phạt. Mà Quang chậm rãi rút tay về, giải thích với Hàng Lập. Gã vừa dứt lời, tàn thi của Thi Mỹ tựa như cát chảy, hóa thành vô số viên bi màu tím đen rơi lả tả trên đất. Tiếp theo nát bấy thành một đám bụi mù màu, màu đen, tiêu tán ra. Hàng đạo hữu, cái xác thai này ma Quang nhìn về phía của hàng lập lộ ra vẻ hỏi thăm nếu như ma Quang đạo hữu tự tay chém giết thi mỹ này rồi xác thai này tự nhiên cũng thuộc về đạo hữu rồi hàng lập gật gật đầu nói vậy thì đã tả ma Quang cảm ơn một câu sau đó đưa tay bóp một cái khiến cho xác thai biến thành phấn vụn chỉ thấy bên trong lưu chuyển tử quang lộ ra một viên châu nhỏ kết tinh lớn bằng quả lông nhãn còn không đợi hàng lập nhìn rõ đã bị gã tiện tay ném vào trong miệng Hàng đạo hữu, nếu không có việc gì khác á, thì ta tạm thời trở về nha, tiếp tục bế quan tu luyện đây. Ma quan mở miệng nói. Ừ, làm phiền rồi. Hàng lập gật đầu nói. Ma quan nghe như vậy lập tức quay người đi vào trong quan môn màu bạc, trở lại bầu đoàn trong lầu cát, khoanh chân ngồi xuống. Hai ngón tay của hàng lập hơi công lại, quan môn màu bạc dần dần thu liễm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thương ảnh ma quan biến mất, ánh mắt của hàng lập chậm rãi trầm xuống. Lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, đứng tại chỗ điều tức một lát, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong cung điện. Đi đến trước cầu thang thông lên tầng 3, Hàng Lập cũng không sốt ruột lên lầu mà buông thần thức kiểm tra lối vào. Lúc trước nam tử khôi ngô vác cây kiếm to như cái tấm ván cửa đã đi vào thông đạo thứ hai, nơi tiến vào hẳn là tòa cung điện này. Hắn cũng đi vào lối này nhưng lại không có gặp người đó, lại không phát hiện dấu vết của gã lưu lại, thực sự có chút cổ quái. Lẽ nào, nào cái tên đó không tiến vào nơi đây, đây sao? Đây Xem xét một lát, Hàng Lập cũng không phát hiện bất luận cái gì cổ quái cả, mới tiếp tục chậm rãi đạp bước lên. Theo lối vào tầng 3, Hàng Lập liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa đặt một tấm bình phong cũ kỹ. Phía trên vẽ tranh sơn thủy đã phai màu nghiêm trọng, nhìn không ra hình dáng ban đầu, chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái. Trên tấm vải vẽ tranh sơn thủy đã bị tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều dăng đầy cái lỗ thủng. Ngay cả trên giá cũng có vết kiếm nông sâu hoặc kẻ nứt, còn có thể đứng vững không ngã, quả thực có thể nói là kỳ tích. Hàng lập tiến về phía trước một bước, lông mày lơ đảng kích động một chút bước chân của hắn đình trệ một chút sau đó thưởng thức khôi phục như thường tiếp tục đi vào phía trong đi tới phụ cận cái tấm bình phong hắn nhìn xuyên qua cái lỗ thủng ở trên đó thấy trong đại điện đặt chằng chịt các cái giá bát cổ phía trên đặt đủ các bình hoa điểu ngư cùng một ít cuốn sách màu xanh đen thoạt nhìn tựa hồ là một gian thư phòng nhưng mà khi hắn đi vòng ra sau cái tấm bình phong mới phát hiện ra gần trăm cái giá bát cổ này thì đại bộ phận trong đó đã bị hủy rồi lúc trước nhìn xuyên thấu qua cái bình phong chỉ còn sót lại mấy cái thôi Hàng Lập đi chậm chậm qua những cái giá bát cổ đã sụp xuống hầu như không còn này, nhặt lên một quyển sách cổ màu xanh xem như còn nguyên vẹn, tập trung nhìn vào, phát hiện ở trên bìa trang sách dùng chữ cổ truyện văn viết ba chữ Kim Thạch Lục. Hắn khẽ mở ra, phát hiện cuốn sách này chỉ là một quyển thư tịch lưu trữ nghiên cứu kim thạch, căn bản không phải công pháp bí tịch gì. Sau đó hắn lại nhặt liên tiếp lên vài cuốn thư tịch, phát hiện đều là các loại tạp thư bình thường. Nhìn cái chỗ này hẳn là nơi người nào đó sinh hoạt hàng ngày rồi, tựa hổ còn là một người quan hệ rộng thích kết giao nữa hàn lập thì thào tự nói sau đó tiếp tục đi vào bên trong xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa cung hàn lập đi vào chỗ sâu nhất của từng ba cung điện vừa mới vượt qua cửa cung hàn lập liền cảm thấy như vừa xâm nhập vào trong một cái lớp kết giới lập tức cảm thấy một cổ thời gian pháp tắc chi lực từ trước mặt truyền đến mãnh liệt ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn vào phía trong chỉ thấy ở giữa đại điện có thủy quang lấp lánh thậm chí có một ao nước làm sắc lớn chừng hai ba mươi trượng bên trong có sóng ánh sáng lang tăng thoạt nhìn thông thấu trong suốt vô cùng trong lòng của hàng lập siết chặt lại trong đầu vô thức hiện ra mấy chữ quan âm chi thủy thời gian pháp tắc, tắc chi lực lại có thể nồng đậm, đậm vậy sao Để lẽ nào cái nào ao nhỏ, nhỏ đựng thủy dịch, dịch, dịch lam sắc này chính là quan âm chi thủy tâm niệm của hàng lập vừa động thần thức chui vào trong cái ao nhỏ lam sắc cẩn thận tìm kiếm lông mày không khỏi nhíu chặt lại hắn phát hiện trong ao kia trừ chấn động thời gian pháp tắc ra còn có một cổ khí tức sinh cơ vô cùng mãnh liệt hắn tiến vài bước đến phụ cận nhìn vào trong ao phát hiện thình lình có một cổ thi thể lơ lửng ở bên trong sao, sao lại là, là hắn? hắn khi nhìn rõ hình dáng của bộ thi hài kia hàn lập không khỏi kinh ngạc thi thể kia có thân dài không quá năm thước thoạt nhìn thân hình gầy còm như que củi nhưng đầu lại to lớn vô cùng làm cho người ta có cái loại cảm giác thập phần không cân đối thoạt nhìn phản phức như cái đầu muốn chỏng ngược xuống đáy ao vậy bất quá nói lại không có vẻ bất ổn chút nào mà vẫn cân bằng nằm ở trên mặt nước như vậy hai mắt hơi khép, thần thái tự nhiên, thoạt nhìn phản phước như đang ngủ. Đứa bé đầu to này có bộ dáng cổ quái như dị tộc, đúng là pho tượng ngã đổ lúc vào cửa thủy diễn cung đã nhìn thấy. Chỉ là hàng lập không nghĩ tới lại gặp nó ở chỗ này một lần nữa. Thi thể đứa bé đầu to này được bảo tồn hoàn hảo, mặt ngoài tựa hồ không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng chấn động khí tức trên người đều không có. Thoạt nhìn phản phức vừa mới chết không bao lâu, khác biệt một trời một vực với mấy cái hũ thi xương trắng mà hàng lập thấy trước đó. Ánh mắt của Hàng Lập hơi lóe lên, ánh mắt dời từ khuôn mặt đứa bé sang mặt nước bên cạnh. Chỉ thấy chỗ đó nổi lơ lửng một tấm thuẫn lam sắc lớn hơn thước vuông. Phía trên khắc rậm rạp hoa văn, lóng lánh rạng rỡ tinh quang. Mà cách cái tấm thuẫn khoảng ba tức, còn nổi lơ lửng một cây sáo thủy tinh lam sắc. Phía trên mở ra một số lỗ thủng mượt mà, một đầu lại treo bảy tám mảnh lá trúc chế tác thành bông, thoạt nhìn có chút tinh xảo. Hai cái vật này thoạt nhìn linh khí dạt giàu, không có nửa điểm suy giảm do thời gian tồn trữ dài, ở trên càng tán phát ra trận trận khí tức thời gian pháp tắc mãnh liệt hiển nhiên đều là tiên khí thời gian pháp tắc có phẩm dài không thấp hai kiện đồ vật hàng lập tự nhiên thấy mà thèm thế nhưng hắn không có lỗ mãn ra tay mà hơi nghi người trong hai tròng mắt lóe lên tử quan ánh mắt nhìn về hướng tây bắc đại điện ở đó có một cái cột đá hình tròn trước đó cái tên nhâm hào kia là nam tử khôi ngô vác thanh kiếm bản rộng không biết sử dụng pháp bảo gì đem chính thân mình hòa làm một thể với cái cột đá màu thủy lam khí tức cũng gần như hoàn toàn che giấu hết Luyện thần thuật tuần thứ năm của Hàng Lập có chút sở thành, thần thức cảm ứng càng thêm linh mẫn so với lúc trước, cho nên lúc tiến vào tầng 3 cung điện, hắn đã phát giác chấn động khí tức của Nhâm Hào rồi, chỉ là vô pháp xác định vị trí của gã. Ngay lúc này, hắn cũng biết đối phương đã phát hiện tung tích của mình, cho nên không đánh rắn động cỏ. Hắn mới một mực làm bộ không có tra xét, ngông nghênh tìm tòi toàn bộ tầng 3 cung điện. Đúng lúc này, lông mày của Hàng Lập bỗng nhiên nhảy lên, thân hình đột nhiên mơ hồ một cái, liền biến mất tại chỗ không thấy gì nữa ngay lập tức thân ảnh của hắn rơi vào phía trên một cây xà ngang cung điện khí tức trên người cũng thu lại ngay cả chấn động thần thức cũng thu lại phản phất như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian sau khi hắn ẩn mình không bao lâu nơi cửa vào cầu thang lầu ba lại xuất hiện một thân ảnh đỏ tươi đúng là phong khánh nguyên chỉ thấy sắc mặt của y trắng nhợt thân sắc có chút khẩn trương đi chậm tới hướng bên này lúc y đi xuyên qua những cái giá bát cổ sụp đổ kia cũng như hàng lập xem xét những cái cuốn sách rơi lả tả trên mặt đất phát hiện không phải là thiên gia bí tịch gì, liền tiện tay ném qua một bên. Sau đó thần sắc khẩn trương trên mặt y cũng giảm bớt, chỉ là tốc độ đi tới vẫn chậm chạp. Phong Khánh Nguyên hành tẩu giữa đại điện, động tác nhìn như tùy ý nhưng trên thực tế cũng không buông lỏng cảnh giác. Một đôi mắt thủy chung len lén đánh giá bốn phía, thần thức đã bao trùm toàn bộ đại điện từ lâu. Bất quá so với thần thức lực của y, thủ đoạn ẩn nấp của hàng lập cùng nhâm hào lại tốt hơn nhiều, phát hiện không có gì khác thường phong khánh nguyên đột nhiên bước nhanh hơn thân hình mơ hồ một cái đã đi tới trước cái ao nước nằm sâu trong đại điện nhìn qua liền thấy cái tấm thuẫn cùng cây sáo lam sắc kia y châu mày vẻ thèm thuồng hiện lên trong mắt nhưng cũng giống như hàng lập không có tùy tiện động thủ lúc trước y đã nhìn thấy nam tử khôi ngô tiến vào trong thông đạo này một đường đuổi theo đến đây ở đại điện tầng hai cũng thấy rõ dấu vết đánh nhau nữa đại điện tầng ba này lại không có một bóng người hiển nhiên có chút không bình thường nhâm đạo hữu ta đã phát hiện chỗ ẩn thân của ngươi rồi sao không xuất hiện gặp nhau đi chứ cùng lấy bảo vật trong ao này phong khánh nguyên bỗng nhiên thu ánh mắt lại cao giọng nói hàn lập nghe như vậy vô thức nhìn qua cái cây cột đá nằm bên gốc tây bắc chỉ thấy nam tử khôi ngô vẫn như trước che giấu bản thân cực kỳ kính kẻ bộ dạng không muốn hiện thân chút nào liền biết cử động của phong khánh nguyên lần này đơn giản chỉ là phu trương thanh thế thôi trong đại điện vẫn yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm phong khánh nguyên vang vọng quanh quẩn sau đó dần dần nhỏ đi rồi biến mất mắt thấy lừa gạt không được cũng không có bóng người nào xuất hiện lông mày của y càng nhăn lên chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc sau nửa ngày y vẫn không thể đè xuống ham muốn mãnh liệt ở trong lòng tay phất lên một đạo kim quang thoáng hiện ra gọi ra một kim giáp khôi lỗi có tám cánh tay tay kia thúc dụng pháp quyết điều khiển khôi lỗi này đi tới cái ao vớt hai kiện tiên khí kia chỉ thấy thân hình khôi lỗi kia linh hoạt nhảy lên thân hình như con nhện lướt trên ao nước hai cánh tay trong đó như chuồn chuồn lướt nước chụp xuống cây sáo lam sắt cùng cái tấm thuẫn lam sắt lông mày của hàng lập nhíu chặt lại hai mắt nhìn chằm chằm kim giáp khôi lỗi kia chỉ chờ cho nó đắc thủ liền sử dụng thủ đoạn lôi đình cướp đoạt hai kiện tiên khí từ trên tay nó chỉ thấy hai tay của kim giáp khôi lỗi sắp chạm vào cái kiện tiên khí mắt thấy sắp đắc thủ rồi thì bỗng nhiên mặt ao nước vốn một mực trơn nhẵn như gương bỗng nhiên nhộn nhạo lên một hồi rung động kịch liệt một đạo thân ảnh màu lam bỗng nhiên từ phía dưới mặt nước vọt ra hóa thành một đạo ánh sáng nổ bắn ra trực tiếp đánh bay kim giáp khôi lỗi từ trong ao ra ngoài. Một thanh âm vang lên, thân hình kim giáp khôi lỗi không có lực phản kháng nào, trung trung điệp điệp ngã bên cạnh bờ ao. Ngay sau đó, một cái chân to có mạng lam sắc dẫm lên ngực của nó âm một tiếng, làm cho khu vực hạch tâm ở ngực của kim giáp khôi lỗi được chế tạo từ loại kim tinh quý hiếm có thể so với tu sĩ chân tiên hậu kỳ phải sụp đổ xuống. Một màn này phát sinh với tốc độ ánh sáng, Phong Khánh Nguyên một bên thấy không ổn, thân hình đã sớm bay ngược ra sau hơn trăm trượng rồi, trong tay nhiều ra một cái ô giấy dầu màu đỏ tươi quay tròn không thôi mặt đầy vẻ đề phòng nhìn về phía bên kia chỉ thấy chủ nhân của cái chân to dẫm nát hồi lỗi kia lại là một tên nhân ngư đầu cá thân người toàn thân sinh ra lân phiến màu lam giống như tinh thạch khí tức ở trên người nó không thể xác định được nhưng tán phát ra trận trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt làm cho lòng người kinh hãi phong khánh nguyên nhìn nó trong lòng đã hối hận khóe mắt liếc nhanh về phía cái cầu thang ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động suy nghĩ kế sách tẩu thoát Kết quả y mới chỉ suy nghĩ như vậy thôi, thì lam sắc nhân ngư bên kia đột nhiên há lớn cái miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn dày đặc, phát ra một tiếng quát chói tay. Ngay sau đó, chỉ thấy thân ảnh nó phốt một tiếng tung tóe ra, sau đó hóa thành một mảnh sương mù màu, màu lam, như sương sớm ở ngọn núi bị gió cuốn đi, tuôn tới hướng của phòng Khánh Nguyên. Phong Khánh Nguyên thấy tình thế không ổn, chiếc ô giấy dầu màu đỏ trong tay bỗng nhiên mở ra, quay tít một vòng, từ đó tản mát ra một đám sợi hào quang huyết sắc, bao phủ thân hình của y lại, cả người hóa thành một đoàn huyết quang lóe lên lướt gấp đến cửa thang lầu nhưng mà cái mảnh sương mụ lam sắc lại như bóng với hình lập tức cuốn tới cái đầu bậc thang đuổi theo phòng khánh nguyên đang nấp ở trong huyết quang do chiếc ô giấy dầu biến thành sau đó bao phủ cả người y vào trong đó một tiếng áp chế khàn khàn phản phất như một tiếng gào cố gắng nặng ra từ ít hầu từ trong sương mụ lam sắc truyền đến ngay sau đó lại có một tiếng vật nặng ngã xuống đất toàn bộ đại điện tầng 3 lại khôi phục yên tĩnh sau một lát toàn bộ sương mù lam sắc cuốn ngược lại một lần nữa ngưng tụ thành lam sắc nhân ngư thân hình của nó nhảy lên tóe lên một mảnh nước lam sắc lại lần nữa rơi vào ao nước toàn bộ quá trình nó cũng không thèm liếc nhìn cái màu nhữ là cái tiểu thuẫn cùng cây sáo lam sắc kia mà ở nơi cửa thang lầu trên mặt đất chỉ còn lại một cổ thi thể màu nâu đen đã hoàn toàn khô héo cùng một chiếc ô giấy dầu cũ nát đã biến dạng không chịu nổi linh khí cũng đều mất hết Hàng Lập nằm sắp ở trên xà ngang đỉnh đại điện, nhìn thấy hết thảy trong lòng càng kinh ngạc. Gia hỏa đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là thứ gì lại có thể trong nháy mắt đánh chết một kim tiên? Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu tím vô thanh vô tức xuất hiện ở tầng ba lối vào, đúng là Phong Lâm kia. Đồng tử của Hàng Lập hơi co trục lại, trong miệng yên lặng ngâm tụng chú ngữ ẩn nắp thân hình lần nữa. Phong Lâm chậm rãi đi tới, nhìn thi thể của Phong Khánh Nguyên, lại nhìn ao nước làm sắc một cái, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không kinh ngạc chút nào. Vì vậy hẳn là muốn ta lại dò xét một chút thần thông của nhân ngư kia sao? Đáng tiếc ta không phải là nguyên phong. Các ngươi cũng không cần ẩn nấp nữa, xuất hiện đi. Nàng này nhìn về một hướng, rồi lập tức nhìn về chỗ ẩn thân của Hàng Lập, trong miệng nói ra nhàn nhạt. Thực tế, giờ phút này trong hai mắt của Phong Lâm hiện ra một tầng hào quang màu tím, trong đó chớp động liên tục vô số quan điểm màu tím, phản phước như các vì sao chớp sáng trong bầu trời đêm. Trong lòng của Hàng Lập cả kinh, hai mắt của nàng này vậy mà cũng tu luyện cửu U Ma Đồng, hơn nữa thần thông xem ra vẫn còn cao hơn hắn nữa. Hơn nữa, giờ phút này khí chất của Phong Lâm đã thay đổi, thần sắc cũng không còn ôn hòa mềm mại đáng yêu như trước nữa, khuôn mặt lạnh khốc như băng, giống như một vị nữ hoàng cao cao tại thượng. Ý niệm trong lòng của hắn nhanh chóng chuyển động, không ẩn nấp nữa, từ chỗ ẩn thân chậm rãi đi ra. Hầu như cùng lúc, một chỗ khác cũng hoa lên một bóng người, thân ảnh của Nhâm Hào cũng hiện ra. <laughs> phong đậu hữu nói quá lời rồi tại hạ không dám đâu nguyên phong kia nhìn như khôn khéo kỳ thực là ngu xuẩn không chịu nổi hung hiểm nơi đây cũng nhìn không ra nữa căn bản không xứng cùng ba người chúng ta liên thủ mà hắn chết thì tự nhiên cũng đáng thôi lệ đầu hữu cùng phong đầu hữu tu nhi cao thâm tại hạ vô cùng bội phục nha nhâm hào cười ha ha rồi nói hàng lập mà không biểu tình nhìn nhâm hào một cái không nói gì <laughs> không cần phải như vậy người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám Hiện tại báo vật ở phía trước rồi, chúng ta liên thủ đánh chết cái đầu lam sắc nhân ngư kia, sau đó bảo vật nơi này dựa vào bản lĩnh cướp đoạt như thế nào? Phong Lâm hừ một tiếng, không để ý đến lời nịnh nọ của Nhâm Hào rồi nói thẳng ra. Không vấn đề gì, quái vật kia mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng há là đối thủ của ba người chúng ta liên thủ chứ. Nhâm Hào lập tức gật đầu, lớn tiếng đồng ý. Hàng Lập đứng ở nơi đó vẫn như trước không nói gì. Làm sao vậy? Lệ Đạo Hữu không đồng ý hành động lần này hả? Hay là ngươi có biện pháp khác tốt hơn Phùng Lâm nhìn về phía của Hàng Lập chậm rãi hỏi. Liên thủ thì không có vấn đề gì, bất có kiến thức của tại hạ nông cạn, không sánh bằng nhị vị đạo hữu kiến văn quảng bác. Vậy lê lịch của lam sắc nhân ngư kia hy vọng hai vị đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho tại hạ một chút được không vậy? Hàng Lập sờ sờ cầm, sau đó bình tĩnh nói. Lam sắc nhân ngư kia có khí tức cổ quái, toàn thân bất đồng với những tu sĩ bọn họ, tựa hồ là loại linh lực nào đó ngưng tụ thành. Lê đạo hữu quá kiêm tốn rồi, còn về lam sắc nhân ngư kia ta cũng không biết rõ, Phong Lâm lắc đầu nói. Nhâm Hào nhìn Phong Lâm một cái cũng lắc đầu tỏ ra vẻ mình không biết gì cả. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng cũng có chút thất vọng. Ba người đã đồng ý liên thủ cũng không có trì hoãn nữa, truyền âm thương nghị chiến thuật một chút, sau đó từ ba phương hướng đánh tới cao nước làm sắt Tốc độ ra tay của Nhâm Hào nhanh nhất, lóe lên liền đến phụ cận ao nước, một bàn tay từ trong tay áo thò ra, trảo xuống như thiểm điện. Xoẹt một tiếng, trên không ao nước lóe lên lam quang, một thú trảo to cỡ căn phòng hiển hiện ra, phía trên che kính lân phiến càng phóng ra vạn đạo lam quang thoạt nhìn uy thế làm cho người ta sợ hãi chợp tới hướng tấm thuẫn lam sắc trong ao nước kia ao nước lam sắc cuồn cuộn bọt nước lam sắc nhân ngư lần nữa hiển hiện ra bàn tay nhỏ bé vung lên một bóng trượng lam sắc hiển hiện ra nhìn qua cái bóng trượng này có phong cách tĩnh mịch cổ xưa phía trên mang theo từng trận khí tức thái cổ thi lương phản phức như quyền trượng của thủy thần thượng cổ đến trúng thú trảo lam sắc một tiếng to lớn trầm đục vang lên thoạt nhìn thú trảo lam sắc có uy thế tuyệt luân lại bị một trượng đánh nát trong khoảnh khắc hóa thành mảng lớn thủy quang phiêu tán ánh mắt của nhầm hào lóe lên cũng không kinh ngạc trong tay bấm quyết điểm một cái chùi lam sắc cử kiếm phía sau gã lập tức hóa thành một đạo lam hồng phóng lên trời ở giữa không trung quay tròn một vòng làm quang điên cuồng phát ra trong giây lát một thanh lam sắc cử kiếm lớn trăm trượng xuất hiện trên đỉnh đầu nhâm hào sau đó trùng trùng điệp điệp chém xuống hướng lam sắc như ngư hư không phụ cận vang lên tiếng sóng biển mãnh liệt trầm trầm hơi nước trong hư không đại thịnh không khí bỗng trở nên trầm trọng vô cùng bên kia phong lâm cũng phát động công kích chỉ thấy nạn giơ tay lên một đạo hào quang màu đen bắn ra đón gió lớn lên hóa thành một cánh cửa màu đen cực lớn cánh cửa cực lớn này cao hơn 10 trượng rộng cỡ hai ba trượng phía trên có từng khối lớn đốm màu nâu đỏ tựa hồ là vết máu hai cái mông hoàng màu tím đen treo ở trên cửa cũng rung động đinh đương hai bên cánh cửa cực lớn cùng minh khắc một cái trương phù điêu ma thần mặt xanh nanh vàng hai mắt huyết hồng ma khí mãnh liệt từ trên cánh cửa màu đen cực lớn tỏa ra làm cho người ta nhìn thấy phải run sợ phong lâm lẩm bẩm há miệng phun ra một đoàn tinh huyết hóa thành một mảng huyết vụ dung nhập vào trong cánh cửa màu đen trong đôi mắt của hai phù điêu mặt quỷ trên cánh cửa lớn chợt đại thịnh hồng quang miệng đồng thời trương lên phun ra hai đạo huyết quang lóe lên hóa thành hai cái bàn tay huyết sắc lớn bắt lấy hai cái môn hoàng màu tím đen kia hung hăng kéo một cái. Cánh cửa cực lớn màu đen rung lên ông ông từ từ mở ra. Thành âm tiếng ác quỷ khóc thét ngút trời từ trong cửa truyền ra, lập tức một cái cột sáng thô to từ đó phun ra, đánh tới làm sắc như ngư. Hát quan cuồn cuộn ngưng tụ thành từng cái gương mặt dữ tợn, có mặt người nè, cũng có mặt các loại thú, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khùng cùng vẻ thống khổ chi ý từ trong cột sáng màu đen tỏa ra, không biết là thần thông gì. Lúc này thân hình của hàng lập cũng đã tới trước ao nước, cảm nhận được khí tức của cái cục sáng màu đen trong đầu cảm thấy khó chịu vội vàng vận chuyển luyện thần thuật lúc này mới khôi phục lại ánh mắt của hắn nhìn thật sâu phong lâm một cái đồng thời một tay kết kiếm quyết ba thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo hắn bắn ra kiếm quang lóe lên hóa thành ba thanh cự kiếm màu xanh mặt ngoài hiện ra từng đạo hồ quan điện màu vàng thô to phát ra tiếng sấm nổ vang ù ù ánh mắt của hàng lập chớp động trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm một tay áo dương lên ba khẩu cự kiếm màu xanh lập tức điện xạ ra xếp theo hình tam giác chém về phía lam sắc nhân ngư lôi quang màu vàng lượn lở trên thân kiếm tách ra mảng lớn kim mang lam sắc nhân ngư đối mặt công kích hợp lực như xét đánh của ba người này gương mặt trở nên dữ tợn pháp trượng lam sắc ở trong tay đột nhiên vung lên suy suy một tiếng nổ lớn vô số bóng trượng lam sắc hiện ra quanh người ngưng tụ thành một tầng bóng trượng dày đặc và chạm với công kích của ba người lần này ba người hàng lập ra tay có chính thức sử dụng toàn uy lực hay không còn chưa biết nhưng thế công lại tựa như gió táp mưa sa lớp này tiếp nối lớp khác dù là tu sĩ thái ức cảnh sơ kỳ chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên những cái bóng trượng làm sắc kia tuy nhìn như không thể phá vỡ nhưng vẫn không ngừng bị đánh nát màn sáng bóng trượng nhanh chóng trở nên mỏng manh rất nhanh triệt để tan vỡ pháp trượng trong tay làm sắc như ngư lóe lên vỡ vụn ra bất quá ngày sau đó bên tay kia của nó lóe lên lam quang liền nhiều ra một cái cần câu lam sắc phong cách cực kỳ cổ xưa phía trên mang theo một cái dây câu lam sắc nhỏ bé hết sức yếu ớt. Nhưng ngư vung cần câu lên, sợi dây câu kia lập tức bay lên, nhanh chóng bay lên quanh người nó. Những nơi dây câu đi qua, hư không trống rỗng hiện ra trận trận sóng lam sắc, không gian cũng theo đó mà vặn vẹo, hình thành một cái đám vòng xoáy lam sắc chuyển động quanh nó. Bà chùi thanh trúc phong vương kiếm trảm lên cái vòng xoáy lam sắc, nhấc lên mảng lớn lôi quang màu vàng, nhưng va chạm với cái vòng xoáy lam sắc lại như trâu đất xuống biển, tan rã vô ảnh vô tung, vòng xoáy khẽ rung lên lập tức khôi phục nguyên dạng hàng lập cảm giác được ba thanh cửa kiếm giống như bổ vào một mảnh biển rộng mênh mông bát ngát nước biển ẩn chứa uy năng khai thiên tích địa vô cùng vô tận nên bị thung phệ tiếp theo hoàn toàn bị hóa giải hầu như cùng lúc này nhâm hào tế ra cái chuôi lam sắt cửa kiếm cũng mang theo xu thế vạn quân chém xuống cái vòng xoáy lam sắt cũng lập tức bị đỡ được toàn bộ uy năng kiếm quang đều bị thung phệ không có hiệu quả chút nào phía bên kia bên trong cửa lớn màu đen bắn ra cái cột sáng hắc tuy cũng bị cái vòng xoáy làm sắc ngăn trở bất quá phong lâm tựa hồ đã sớm dự liệu được việc này hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết vù vù một tiếng mặt ngoài cửa lớn màu đen hiện ra từng đạo linh văn màu bạc vô số phù văn màu bạc từ đó phun ra dung nhập vào trong cái cột sáng màu đen cột sáng màu đen lập tức nổi lên đạo đạo ngân quang biến thành trạng thái hơi mờ phốc phốc một tiếng vang nhỏ mặc dù có chút khó khăn nhưng cái cột sáng màu đen vẫn xuyên thấu những cái vòng xoáy làm sắc kia bao phủ một ít thân thể lam sắc nhân ngư những nơi bị cái cột sáng màu đen bao phủ trên mặt lam sắc nhân ngư lộ ra vẻ đau đớn tựa hồ hành động cũng bị trở ngại không nhỏ hai tay của phong lâm bấm niệm pháp quyết mãnh liệt cột sáng màu đen rung lên <laughs> một đạo thân ảnh to lớn quanh thân lượn lờ ma khí từ trong cột sáng nhảy ra ma vật này có mặt xanh nanh vàng thân cao chừng mười trượng trên đầu đầy máu mọc ra hai cây sừng công huyết hồng trên tay chân mặt trải khắp lưng phiến trong tay cầm một thanh cương xoa đen kịch phía trên hát mang phun ra nuốt vào không thôi. Thân hình nó mặc dù không quá lớn, nhưng toàn thân tản mát ra khí tức hung lệ vô cùng to lớn, lập tức bao phủ toàn bộ đại điện, miệng nhai răng phát ra tiếng cười khàn khặt dữ tợn, làm cho hàng lập cùng nhâm hào nghe thấy tâm thần cũng rung lên. Hả? Đây, là Sa bị, bị Dương, một, trong 13 ma dương, dương, dương của dược ngoại thiên ma chúng ta. ta. Hàng đầu hữu cẩn, cẩn thận đó. Sa Bị Dương khác với dược ngoại thiên ma, giống lấy tâm ma huyễn hóa ra đã thương người. Nó lại có thể trực tiếp đã thương thần hồn, phi thường khó đối phó đó thanh âm của ma quan ở trong lòng hàng lập vang lên tràn ngập vẻ khiếp sợ hàng lập nghe như vậy trong lòng hơi trùng mình đi phong lâm quát khẽ một tiếng bấm quyết thúc dục cương xoay trong tay xa bị vương đại phóng hắc quang. hung hăng đâm vào thân của lam sắc nhân ngư đang còn có chút trì trệ kia một tiếng trầm đục vang lên thân thể lam sắc nhân ngư bỗng nhiên bạo liệt ra hóa thành một đoàn xương mù lam sắc phiêu tán ra phong lâm thấy cảnh này sắc mặt vui vẻ tay biến đổi pháp quyết một cổ hắc khí tách ra từ cái cục sáng màu đen tựa như một bàn tay lớn màu đen chụp xuống hướng hai kiện bảo vật Nhằm hào thấy cảnh này sắc mặt khẩn trương thế nhưng cái vòng xoáy lam sắc cũng không biến mất gã chỉ có thể dương mắt nhìn hết thảy phát sinh hằng lập thấy cảnh này ánh mắt lóe lên nhưng cũng không có cử động gì mắt thấy hai kiện bảo vật kia sẽ bị hắc khí cuốn lấy nhưng vào thời khắc này dị biến lại phát sinh đoàn lam sắc nhân ngư biến thành sương mù màu lam trực ngưng tụ lại lần nữa lóe lên hóa thành lam sắc nhân ngư thoạt nhìn không bị tổn thương chút nào. Nhưng ngư há miệng ra, tay vung cần câu lam sắc lên, một đạo làm ảnh thoáng qua. Một tiếng nổ vang lên, cổ hắc quan này bạo liệt ra. Làm sao có thể? Phong Lâm thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hết tập 155, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.